như điều khiển xe máy. Vì nó cần ngắn. Mấy con này chạy kéo tiếng gì con đằng kia nghe cứ rò. Con kia cần ngắn hơn mà. Con kia với con này ngắn hơn nhau không đáng kể. Hắn nó chỉ tranh nhau một đoạn nó khác nhau rồi. Con kia cần, con kia 5 mét, con này 6 mét, lệch nhau có 1 mét. 1 mét lệch thì kinh khủng một rồi. 1 mét mà tao đã đeo một cái biển sắt vào đấy rồi, tức là thêm đối trọng rồi. Nó đủ lực của nó. Bây giờ nó cho bộ máy nó khỏe, mỗi cần nó đủ. Mai đeo thêm cái biển tốt vào đấy nữa. Đúng đấy, cho cái biển.